Chuồng này của đệ tử mình Linh Hậu Giang này nha bà con. Nó làm cái nóc này lên cũng hơn 1 mét rồi. Nóc này hơn 1 mét. Chuồng này 40 mét vuông. Chuồng này ống bình minh nó đâm ống bình minh ống bự không à. Nó đâm rồi nhưng mà nó vẽ cái chuồng quá, mình mới kêu nó rút ống bình minh ra xeo lên cho nó xốp lại nè. Quá trời nó vẽ rồi. Nên mình mới kêu nó nhổ ống bình minh ra đằng mà xeo lỗ lại, xeo cho nó phồng lên lại nè. Để cho gắn hoa hành nó dễ chung. Nó có hàng dừa này, mát lắm, hàng dừa. Nè đất nó nè con móc lên nè, nãy mình móc lên nãy nó đất nó đã dữ lắm đó. Đất nè, đất này vừa ẩm chuồng này thả vô là ok nè, đất nó sụp sụp luôn, đất nó đủ độ luôn, sụp sụp. Bư lên gò coi thử luôn nè, mình bư cái chuồng nó lên chỗ nào mình cũng bư coi thử cho chuồng nó thả vô là ok. Chuồng này 40 mét vuông. Này làm chuồng đẹp lắm, làm chuồng đẹp. Quá trời nó to, nó làm dán gạch này kia nó yên, là chuồng này làm yên lắm. Dán gạch này kia nó bằng tháng không có le không cạnh chân nè, cái này dán gạch nó tô, dán gạch trước nó tô sau bằng gan luôn, làm đẹp lắm, này làm đẹp lắm. Làm chuồng này nó thả chuột mà, thả chuột với gắn mối bằng tháng luôn, nó tô bằng tháng luôn, không có chút phần. Hết sức đã ha, làm chuồng đã quá đã ha. Chuồng làm rất là đẹp. Cái này với cái hầm này là ếch với nhái như này nè. Hầm đó là ếch với nhái nó thả chứ biết bao nhiêu nữa. Cả trăm ký nhái như này nè. Thả nhái đó.
làm rất đẹp. Ánh nắng vô sáng, ánh nắng vô sao cũng gần dắp chuồng luôn. Ánh nắng cái này nó lên mặt trời rồi, thành thử ra ánh nắng nó không có được sâu hơn. Hồi sáng ánh nắng vô tuốt trong này luôn, gần hơn nửa chuồng. Rồi rút ống bình minh ra hết trơn nè, rút ống bình minh ra đặng mà xeo lên lại cho nó xốp lại nè, quá trời nó dẻ rồi. Thôi mình cũng tạm ngưng luôn bà con ơi.